quý vị và các bạn, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã không còn là chuyện mới. Dù luật bảo hiểm xã hội đã có hiệu lực từ nhiều năm nay, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn cố tình chây ì và tìm đủ mọi cách để đối phó, dẫn đến nợ đọng kéo dài. Con số nợ vì thế cũng ngày càng gia tăng và nối dài danh sách của cơ quan bảo hiểm. Lý do như thế nào mà nhiều doanh nghiệp dây dưa kéo dài tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội như vậy? Thực trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay ra sao? Trong phóng sự dài kỳ hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt phản ánh đến quý vị và các bạn thực trạng nêu trên. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với người lao động trong doanh nghiệp. Nhưng hiện nay, có nhiều đơn vị không chấp hành thực hiện bảo hiểm. Nợ chồng thêm nợ. Đó là thực tế nợ đọng bảo hiểm xã hội hiện nay ở tỉnh Lâm Đồng. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Hoạt động nhiều năm qua, tuy nhiên đến thời điểm này, Trung tâm dạy nghề tư thục Lạc Hồng, huyện Đức Trọng nợ hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội. Hỏi lãnh đạo đơn vị thì không tiếp. Chủ tịch công đoàn trung tâm thì không hay về tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của trung tâm. Thì cái là do bên chỗ là lãnh đạo, trong lãnh đạo thôi, riêng tôi là dân dưới, dân lính thì tôi không có ý kiến gì hết. Cũng giống như trung tâm dạy nghề hướng nghiệp Lạc Hồng, huyện Đức Trọng, trường mầm non Thế Giới Trẻ Em đóng chân tại huyện Đức Trọng thì xin hoãn và kéo dài thời gian thanh toán nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Bây giờ thì cũng chủ cơ sở cũng có cái chiều hướng muốn chăm lo đời sống, muốn tham gia bảo hiểm cho tất cả người lao động ở đây để cho có cái sự gắn bó. Thì cũng có xin phép, biết là không có đúng theo luật nhưng mà cũng xin phép là khoanh cái nợ cũ lại, mình sẽ trả dần những cái từng tháng theo hàng tháng nợ cũ, và tiếp tục đó thì mình sẽ đóng vào và tham gia bảo hiểm mới cho những bảo hiểm cho những người lao động mới hiện nay. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, tính đến nay có tới hơn 1.129 đơn vị trên địa bàn tỉnh đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 68 tỷ đồng. Trong đó, số doanh nghiệp nợ bảo hiểm nhiều nhất là tại thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt. Đơn cử như chi nhánh công ty xe khách Phương Trang Futa Busline với số nợ hơn 2,5 tỷ đồng. Công ty sản xuất hạt giống rau Lâm Đài hơn 1,6 tỷ đồng. Công ty Kimono Japan trên 4 tỷ đồng. Công ty Nam Phương trên 1,8 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Thương 2 với số nợ gần 1,6 tỷ đồng. Công ty Tâm Châu thành phố Bảo Lộc gần 4,5 tỷ đồng. Từ 2013 đổ lại đây thì trong cái biến động chung của tình hình kinh tế mà đặc biệt là ngành trà cà phê của Lâm Đồng thì mình cũng bị gặp trong cái khó khăn đó. Ví dụ như vấn đề bảo hiểm xã hội chẳng hạn thì mình cũng chưa có hoàn thành được theo quy định. Số nợ này thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Thứ nhất là không, người lao động không được cấp thẻ bảo hiểm y tế nếu anh không đóng bảo hiểm y tế. Cái thứ hai là không đóng bảo hiểm xã hội thì cái việc giải quyết các cái chế độ ngắn hạn, ví dụ như là chế độ ốm đau, chế độ nghỉ thai sản, chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe của người lao động là không được giải quyết. Riêng cái nợ bảo hiểm y tế thì phải nói là ảnh hưởng trực tiếp đến cái cơ sở khám chữa bệnh, vì không có tiền để chúng tôi thực hiện cái việc mà tạm ứng hoặc là thanh quyết toán cái chi phí khám chữa bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh. Ở đây chúng tôi cũng muốn nói rõ thêm là đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thì bình quân trong một tháng với cái dịch vụ y tế gia tăng thực hiện cái thông tư 37 như hiện nay ấy, thì bình quân một tháng là cơ quan bảo hiểm xã hội đã phải trả cho các cái cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn khoảng 30 tỷ. Nhưng nếu cái tình trạng nợ đọng cái bảo hiểm y tế như hiện nay thì cái việc mà cấp kinh phí cho cơ sở khám chữa bệnh bị ảnh hưởng, và ảnh hưởng trực tiếp là cái quyền lợi của cái người tham gia bảo hiểm y tế. Tình trạng chây ì nợ đọng bảo hiểm đang ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhưng hơn hết là đang ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng này? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong phóng sự kỳ sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong phóng sự kỳ 1 về tình trạng dây dưa nợ đọng bảo hiểm xã hội của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
lý do như thế nào mà nhiều doanh nghiệp dây dưa kéo dài tình trạng nợ đọng bảo hiểm như vậy? Thực tế này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi của chính doanh nghiệp và nhất là người lao động? Có nhiều nguyên nhân được chính các doanh nghiệp nêu ra để lý giải và kéo dài thời gian nộp bảo hiểm xã hội. Tình trạng trì ỳ kéo dài thời gian nộp bảo hiểm xã hội là thực trạng chung của vấn đề nợ đọng bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp tại Lâm Đồng. Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng và con số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng lên đến trên 68 tỷ đồng. Theo lý giải của các chủ doanh nghiệp là khó khăn trong sản xuất kinh doanh, làm ăn thua lỗ nên không thực hiện được ngay đúng theo quy định của luật bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Bên cạnh đó là hiện tượng có doanh nghiệp đã thu tiền của người lao động nhưng lại cố tình không đóng vì quyền lợi riêng của mình. Họ lấy quỹ bảo hiểm đã thu dùng vào việc kinh doanh để giảm vốn vay ngân hàng nhằm trục lợi. Chúng tôi hàng tháng vẫn đối chiếu với đơn vị, cũng đôn đốc, cũng nhắc nhở, rồi cũng phối hợp, cũng thông báo, báo cáo lên tỉnh, kể cả báo cáo ủy ban tỉnh, rồi cũng Sở Lao động cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Rồi ở đây để phía mặt địa phương thì bảo hiểm xã hội lại phối hợp với phòng lao động cũng làm hết mọi biện pháp. Tuy nhiên mặc dù như vậy mà thực tế là do đơn vị thôi. Đơn vị họ cũng nắm được đó nhưng mà họ cố tình họ chây ì. Đó là cái thực trạng cái khó khăn nhất. Ngoài nguyên nhân nêu trên cũng cần phải nói thêm rằng do người lao động không dám tố cáo doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vì sợ mất việc làm, sợ bị ảnh hưởng đến vị trí của mình. Hiện tại thì công ty ưu tiên chế độ của người lao động nên là nợ bảo hiểm xã hội, nhưng công ty vẫn luôn trích cái quỹ đó để chi trả trước cho người lao động, chẳng hạn những cái chế độ người lao động là được luôn được đảm bảo. Thật ra thì cái việc nợ bảo hiểm xã hội như thế này á, thì ảnh hưởng tâm lý tới người lao động hiện tại là chưa có, do công ty luôn đảm bảo ưu tiên những cái chế độ chính sách của người lao động, ví dụ như là đau ốm, thai sản, dưỡng sức. Nên là người lao động cũng không có ý kiến gì về cái vấn đề này. Việc doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, như chế độ thai sản, khám chữa bệnh, thất nghiệp. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp chây ì kéo dài việc nộp bảo hiểm một lần nữa là do người lao động chưa hiểu đúng, nhận thức chưa rõ quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm, mà chỉ quan tâm đến mưu cầu việc làm trước mắt, đã vô tình tạo kẽ hở cho chủ doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Mặt khác, hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở tại một số doanh nghiệp chưa được quan tâm, nên công tác tuyên truyền và chức năng đại diện bảo vệ người lao động chưa được bảo đảm. Đứng về góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cơ quan liên đoàn lao động của thành phố để mà có những tư vấn pháp lý cho người lao động, để mà nếu mà trường hợp mà tổ hòa giải viên lao động mà không giải quyết được, là người lao động người ta không thống nhất hoặc là doanh nghiệp người ta không đồng ý, thì có những cái thủ tục để mà khởi kiện ra tòa. Theo luật bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ tháng 1 năm 2016, nếu doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đúng quy định có thể bị xử lý hình sự, nhưng hiện chưa tác động lớn đến các doanh nghiệp. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua. Làm gì để thực hiện tốt công tác này? Chúng tôi sẽ phản ánh trong phóng sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh trong phóng sự kỳ 2 về tình trạng dây dưa nợ đọng bảo hiểm xã hội của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực tế đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của chính doanh nghiệp và nhất là người lao động. Có nhiều nguyên nhân được chính các doanh nghiệp nêu ra để lý giải và kéo dài thời gian nộp bảo hiểm xã hội. Làm gì để giải quyết bài toán này? Đây thực sự là một khó khăn, cần sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng. Có tới 1.129 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 68 tỷ đồng. Trong đó, số doanh nghiệp nợ bảo hiểm nhiều nhất là tại thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, vẫn có nhiều doanh nghiệp nợ hàng tỷ,
nhưng họ vẫn thực hiện hàng tháng vì chủ doanh nghiệp này nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Công ty cổ phần Lâm Đồng Taxi đóng chân tại địa bàn huyện Đức Trọng là một minh chứng. Trong đó, ngoài tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 900 lao động, doanh nghiệp này còn thực hiện đóng trên 500 triệu đồng bảo hiểm một tháng. Về cái bảo hiểm xã hội của công ty đối với người lao động thì công ty mỗi một tháng thì nó khoảng độ trên 500 triệu rồi. Thì hiện tại đến thời điểm này thì công ty trách nhiệm là Đồng Thúy, cái số tiền bảo hiểm bên bảo hiểm xã hội mà đưa sang thì thực sự là không, cái này không phải là nợ mà được gối đầu trong vòng một tháng, thì mỗi một tháng hơn 500 triệu rồi, gối đầu trong 2 tháng. Ngoài ý thức trách nhiệm của chủ doanh nghiệp thì công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với ngành bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các ngành chức năng như bảo hiểm xã hội, liên đoàn lao động thương binh và xã hội trong xây dựng các chế tài xử phạt cũng là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định để các doanh nghiệp thực hiện tốt việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cái kênh mà tuyên truyền của các cái tổ chức đoàn thể ở cơ sở thì đã có những bước chuyển biến và tích cực, nhưng theo tôi nó vẫn còn khiêm tốn, chưa đủ mạnh, hoặc là chưa, các cái hình thức này ấy, là nó chưa được phong phú, nên cái nhận thức của người dân nó vẫn còn có cái hạn chế. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai đó là nó vẫn còn trong cái quá trình mà các cơ sở khám chữa bệnh vẫn còn có những cái điều mà người tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn có cái cảm thấy là mình vẫn còn nói là có cái phân biệt. Giống như người tham gia bảo hiểm y tế đó thì đến cơ sở khám chữa bệnh đó thì về tinh thần thái độ phục vụ của thầy thuốc, đội ngũ nhân viên ngành y tế thì người dân người ta vẫn phản ánh, tức là cần phải có những cái tích cực hơn và phải quan tâm hơn. Người lao động chính là tài sản quý của chính doanh nghiệp. Nếu không có những chính sách quan tâm đối với người lao động thì điều này cũng đồng nghĩa với doanh nghiệp sẽ không hoạt động có hiệu quả. Chính vì vậy, đơn vị doanh nghiệp cũng cần ý thức cao trong thực hiện đúng luật bảo hiểm xã hội. Để mà có cái giải pháp thì nhất thiết là phải có sự vào cuộc của các cái cơ quan ban ngành, của các cái sở, đặc biệt là đối với Liên đoàn Lao động tỉnh là cái chức năng là bảo vệ cái quyền lợi của cái người lao động thì phải là sát sao và phải đi vào thực tế nắm bắt và có những cái giải pháp thiết thực hơn để làm sao đảm bảo được cái quyền lợi của cái người lao động, mà khi mà họ đã cái tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để mà được cái quyền lợi hưởng cho nó đúng theo quy định của nhà nước. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Ngoài những giải pháp nêu trên thì ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng cần có những chế tài, khởi kiện theo đúng quy định nhằm xử lý nghiêm minh đối với những đơn vị dây dưa, kéo dài trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động ở các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chị Ca Nhụ đã thực hiện kế hoạch hóa sau khi sinh đứa con thứ hai.